Về chiên hay chiên này anh? Ăn gì vậy? Ờ, chứ không có bơm đâu. Xui ghê. Anh ác với em quá, anh phải người ta bơm mình lắm. Em chiên luôn nha anh. Cái gì vậy? Không nói đại đi. Đó, đúng rồi, đẹp quá rồi. Trời ơi, mặt đẹp. Giống con ma. Tưởng gì, giả tưởng gì luôn. Phải sai không? Quýnh các bạn ơi, thấy Thu Phương thấy trai đẹp cao ráo của Thu Phương. Quýnh các bạn ơi, đứng kế bên, đứng kế bên Thu Phương làm rung tay luôn các bạn, rung tay, rung tay luôn á, biếu luôn á, biếu là biếu luôn rồi. Trời ơi, chọc gì vô nó, em biết rồi. Rồi anh không biết cái nào ớt luôn á, dung luôn rồi, làm Thu Phương cái dung luôn rồi, dung luôn. Rồi cái trai ớt của giống của Thu Phương gì ta. Trời ơi, chết luôn, anh nói gì chết em luôn, có thiệt đó. À, vị khách vui vẻ nói là trái ớt giống trái ớt của Thu Phương các bạn ơi. Chết rồi. Chị ớt nha. Ớt rồi, ấy hả? Ớt. Ớt. Ủa, văn gì vậy bé? Ok, đẩy với. Lấy 15 món lộn xộn đi, với lại lấy thêm bịch xúc xích nữa. Rồi, với lại thùng dầu. Tương đỏ tương đen còn không? Rồi, tương đỏ tương đen còn, lấy thùng dầu nó ơi, hộp còn không vậy Phượng? Hộp, hộp còn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái nào? Đậu hũ phô mai, ngon lắm. Cái đó xong bút cá hồi. Đúng rồi đó. Nói em nghe. 200 lộn xộn chiên ở đây hay là về nhà chiên anh? Rồi ok anh, anh lấy được đầy đủ ha. Ok anh. Giữ đi, nhận hàng rồi hả, đưa đâu có sao đâu anh. Rồi rồi. Rồi rồi. Cái miệng quá trời cho em ơi. Rồi. Em gửi, em cảm ơn anh nha. Nghe nè, nghe. Cái này năm hả? Rồi năm. 10, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 101 rồi. Bao ngon nha, không ngon ra có thể bao đổi trả nha. Cái này lấy thêm gì chị? Mực cuộn đúng không chị? Mực cuộn, đậu que, cà tím. Mực cuộn, đậu que, cà tím. Ok. Đậu que đâu? Cầm đi. Để vô. Nè, nè, nè. Nó đứng sau lưng tôi quơ đó. Nghe nghe. Ờ. Rồi đợi em chốt của chị nãy nhiêu? 102, cảm ơn chị nha. Của chị đợi chút xíu đi, có hàng hay lấy tiền chưa? Chị đưa em hỏi em lấy nữa em bị đêm khôn, bữa em bị đánh mấy lần rồi đó. Trời, lấy tiền ta rồi còn hồi lấy nữa. Không có bị đánh má. Ai dám đánh em. Em thương khách với bà luôn. Khách thương em với bà luôn, sao đánh em. Đúng rồi. Cái này gãy chua đầy đủ hả em? Cái này của ai vậy? Này của ai vậy ta? Ồ trời, bắt đầu lại đổ mưa lại các bạn ơi. Trời lại đổ mưa trở lại. Đó. Đó các bạn thấy không?
còn củ qua cỡ không vậy? Củ qua cỡ còn vậy? Chị 70 đầy đủ. Rồi chị đợi chút xíu nha. Thôi mau ảnh nha. Bên nào không được mà nói chị đợi em đi chị. Em không nhớ đâu. Này của em nhiêu bé? 60. Đó đó. Trời ơi. 500 đó nha. 60 nói là 40. Cảm ơn chị bé. Vô lựa giùm em đi, ăn gì lựa giùm em nha. Xui ghê. Trời ơi, mặt tôi hề lắm hả chờ. Này của ai đây? Rồi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 5. 100 hả chị? Đúng rồi, anh mực cuộn á. Tương không lấy ớt, lấy cải chua ớt đầy đủ hay sao? Ok, đợi chuyện chút. Đây, 100. Có ai 200 giờ nãy kêu quên rồi. Chị lấy tương sao? Không lấy sao tới. Cải chua đầy đủ phải không? Đâu có đâu, của bé bên này. Rồi là bé mang về chiên mà. Tương ớt đầy đủ hả em? Hết tương nè Phượng ơi. Chiền trái xuống giùm mời Hu Phương nghe bé. Không lấy ớt sao tới hả em? Rồi. Về chiên hay chiến đây anh? Ờ chứ không có bơm đâu. Xui ghê. Anh ác với em quá, anh phải người ta bơm mình lắm. Em chiên luôn nha anh. Cái gì vậy? Để chi cột rồi. Em chiên 200 luôn nha anh. Về nhậu nha. Dạ. Anh chở qua chở lại giúp cho em. Chở qua chở lại giùm em ơi. Cái gì anh ra anh bịt miệng cười hoài chờ. Thích rồi đó, thích rồi. 10, 20, 30. Các bạn ơi, trai đẹp cho các bạn phụ Thu Phương nè các bạn ơi. Đó, thấy anh khá đẹp trai không? Hot boy nha các bạn, hot boy phụ Thu Phương. Sáu múi đó Thu Phương ơi. Các bạn thấy hot boy không? Hot boy phụ Thu Phương nha. Trời mưa. Hot boy. Đây, trời đang mưa nè. Đó, và ủng hộ Thu Phương. Chi cá phụ luôn. Ủa sao giờ cười? Sao giờ cười mỉm mỉm. Nói đại đi. Đó, đẹp quá rồi. Đẹp quá rồi. Đẹp quá giống con ma. Trời ơi, tưởng vậy luôn. Phải sai không? Quýnh các bạn ơi, thấy Thu Phương thấy trai đẹp cao ráo của Thu Phương. Quýnh các bạn ơi. Đứng kế bên. À, đứng kế bên Thu Phương làm rung tay luôn các bạn. Rung tay. Rung tay luôn á. Biếu luôn á. Biếu là biếu luôn. Nhiều rồi. Trời ơi. Giống gì vô nó. Em biết rồi. Đây còn đang đổ mưa. Anh đâu tự giỏi nha. Đây bị BD chứ mà bị ngu nha. Chưa có đưa được anh đưa tiền rồi. Ủa tôi bị mất mấy vụ này hoài luôn á. Của em lấy gì nhiều, cải chua nhiều phải không em? Này của em nãy trăm mấy quên rồi. Chị biết rồi. Bỏ nhiều quá, bỏ cũng vậy. Hết hồn chứ. Lên phường đi, thẳng lên phường luôn. Trời ơi, tôi không bảo lãnh cái vụ này đâu, tôi còn đuối thằng ông nữa nè, coi nè. Lên phường hai cái sạn giờ này nó có đám tổ mẹ hết trơn rồi. Cũng vậy, cũng sao tự bớ. Sao tự bớ thiệt. Bữa nay thiệt luôn, sớm giận luôn quá đi đâu luôn. Ông cứu con chán là ai cứu tôi nồi nè. Khách cứu, cứu ông không đăng luôn. Trời ơi. Cảm ơn nhiều. Oh.
chút em nhiên nóng lại, hiểu không? Lấy này em nhiên lựa đi anh, lấy nó lựa đi. Ờ đừng kêu bằng anh xu, kêu bằng chị là tùy luôn, kêu bằng em đi, em buông xuôi luôn. Trời ơi, thôi đừng có gài má. Thôi thôi thôi, đừng có đưa đưa như thế mà. Sợ lắm rồi, sợ lắm luôn á. Không, em không có mua nha. Ai đang ủng hộ ổng đi giùm đi anh ơi. Rồi 20, 30, 40, 45, 50. Các bạn thấy trai đẹp không? Trai đẹp hót môi tới thưởng thức cá bê chiên mà Thu Phương quýnh nha các bạn. Quán còn hót môi luôn. Hót môi rồi. Mình em làm ai. Em nói anh kìa. Như nó dung luôn rồi, đập thấp vương cái dung luôn rồi. Đúng luôn. Trời ơi, cái trai hết của giống của dung thấp vương gì ta. Trời ơi, chết luôn, anh nói gì chết em luôn có thiệt đó. Vị khách vui vẻ nói là trái ớt giống trái ớt của Thu Phương các bạn ơi. Trời ơi, 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 trời ơi,